Thập đại thần khí thời thượng cổ. Thời đại thượng cổ, chư thần tại thần châu đại lục Trung Nguyên lưu lại 10 cổ lão thần khí, theo thứ tự là chuông Đông Hoàng, kiếm Hiên Viên, búa bản cổ luyện yêu hồ, tháp Hạo Thiên, đàn Phục Hy, đỉnh thần nông ấn không động, kính Côn Lôn, đá nữ oa. Mỗi loại lại có được thế lực đặc biệt kinh người. Thứ nhất, chuông Đông Hoàng thiên giới chi môn là vũ khí tùy thân của Đông Hoàng Thái Nhất, xuất hiện ly kỳ nhất là trong các truyền thuyết về đại chiến Vu Yêu. Tương truyền là thiên giới chi môn theo cổ lão bích văn trong hang đá Thiên Sơn vào thời đại chư thần có lưu lại, chuông Đông Hoàng chính là thần khí đứng đầu thập đại thần khí, đủ để hủy diệt thiên địa, thôn phệ chư thiên. Thái Nhất là một trong hai người cai quản của thượng cổ thiên đình, hay còn gọi là thiên đình yêu tộc, do anh trai là Đế Tuấn sáng lập. Nguyên thân là Tam Túc Kim Ô, tức con quạ vàng ba chân, sinh ra từ nguyên khí Thái Dương, mang trong mình Thái Dương chân hỏa, là nguồn gốc của mọi loại lửa. Hiên Viên kiếm sức mạnh vô địch, cổ kiếm hoàng kim sắc bén nghìn năm, theo truyền thuyết là thần kiếm do chư thần thiên giới ban cho Hiên Viên hoàng đế để đánh bại binh chủ của thập đại ma thần là Sivu. Trong đó chất chứa sức mạnh vô tận, thần kiếm trảm yêu trừ ma được xưng tụng là thần kiếm vô địch thiên hạ. Búa bàn cổ, theo truyền thuyết từ lúc thiên địa hỗn độn mới bắt đầu, bàn cổ thức tỉnh và dùng bàn cổ phủ là tuyệt đại thần khí nặng cả ngàn cân, bổ ra thiên địa, những vật chất nặng nề dơ bẩn lắng lại thành đất, những vật chất nhẹ nhàng thành sạch bay lên thành trời. Sau khi phân chia hoàn thành, bàn cổ quá mệt mà chết đi, thân thể biến thành đồi núi, máu chảy biến thành sông, lông tóc biến thành cây cỏ, rốn biến thành huyết hải, sau này lại có liên quan đến thuyết địa phủ. Búa này có thể phân chia thiên địa, xuyên thẳng qua thái hư chi lực, uy lực lại không kém gì Hiên Viên kiếm. Luyện yêu hồ luyện hóa vạn vật, cổ xưng là Hũ Cửu Lê, chính là một trong thượng cổ dị bảo, có được sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, nghe nói có thể bồi dưỡng hết thảy vạn vật, cũng có sức hủy hoại kinh người. Tương truyền là thứ thần khí có thể thu thập và dung luyện mọi loại yêu tinh yêu quái trên thế gian. Đây là thứ thần khí mà mọi yêu tinh nghe tên đều khiếp sợ. Truyền thuyết về luyện yêu hồ cũng rất phong phú và đa dạng. Có truyền thuyết cho rằng luyện yêu hồ có thể hấp thu được thời gian, tạo ra thế giới trọng lực riêng, tùy theo khả năng của chủ nhân dùng thứ thần khí này. Hạo Thiên Tháp hấp tinh hoán nguyệt là thiên giới trọng bảo có được sức mạnh to lớn vô cùng, nghe nói có thể đánh bại hết thảy yêu ma tà đạo, khi tất yếu cũng có thể hàng phục thiên thần, nhưng sau đó bởi vì không rõ nguyên nhân mà mất tung tích. Hạo Thiên Tháp trong truyền thuyết ẩn chứa sức mạnh hỗn độn, phàm người nào luyện hóa sẽ trở thành chủ nhân của hỗn độn. Nhiều truyền thuyết nói rằng đây là thứ thần khí của Hạo Thiên Đại Đế, có sức mạnh vô song, chu tiên diệt ma. Có tích lại kể rằng Hạo Thiên Tháp có thể phóng to, thu nhỏ tùy ý để giam giữ bất kỳ ai trong đó. Lại có người nói rằng trong Hạo Thiên Tháp tu luyện 1 năm bằng tu luyện 100 năm ở bên ngoài, đó chính là tính năng thao túng thời gian vạn vật. Theo một số truyền thuyết, về sau nó thuộc về Thái Ất Chân Nhân, ông đã trao cho Lý Tịnh mượn Hạo Thiên Tháp để thu phục con trai của mình là Na Cha. Phục Hy cầm thao túng tâm linh. Phục Hy là tên gọi khác là Thái Hạo, là người đứng đầu Tam Hoàng Ngũ Đế của Trung Quốc cổ đại. Ông đứng đầu danh sách Tam Hoàng bên cạnh Thần Nông và Nữ Oa. Phục Hy cầm là loại thượng cổ thần khí do Phục Hy dùng ngọc thạch cùng thiên ti chế ra, có bạch sắc quang mang ôn nhu cùng với vô số bí văn ở xung quanh. Tiếng đàn có thể khiến tâm người cảm thấy yên tĩnh tưởng hòa. Tương truyền có thể chi phối tâm linh của vạn vật, mang luồng sức mạnh thần bí. Sức mạnh của Phục Hy cầm theo truyền thuyết là vô cùng đáng sợ, có thể làm cho người ta lâm vào ảo ảnh, vô thanh vô tức, phá hủy nguyên thần. Thần Nông đỉnh nấu luyện tiên dược, cổ xưng là đỉnh tạo thế thời đại thượng cổ. Thần Nông vì thương sinh linh biến thượng bách thảo, vì hậu thế đặt nền móng cho y học. Thần Nông ngày xưa luyện chế bách dược của đỉnh, nguyên nhân chính là để dành vô số linh dược, chi khí ngàn năm qua. Nghe nói Thần Nông đỉnh có thể luyện ra khoáng thế thần dược mà chư thần thiên giới ai ai cũng mong ước có được. Thần Nông hay được biết đến là tên gọi khác của Viêm Đế, là một vị thần huyền thoại của các dân tộc, chịu ảnh hưởng của nền văn minh văn hóa Trung Hoa. Ông là vị Tam Hoàng duy nhất có hình thù là con người toàn vẹn, không nửa người nửa thú như vợ chồng của Phục Hy nữ oa. Thần Nông đỉnh lại được gọi là tranh giành đỉnh tứ phương đỉnh, chính là thượng cổ thần nông chí bảo chuyên dùng để luyện chế bách thảo. Chính vì tích tụ khí của vô số linh dược ngàn năm, có thể luyện chế ra thần dược có 102, giúp cho con người cải tử hoàn sinh hiệu quả. Có lực lượng chấn giữ tứ phương, bởi tứ phương thần long ở miệng và chân đỉnh, thân đỉnh điêu khắc tinh mỹ như bích họa. Ấn không động, suối nguồn bất lão là thần khí do long tộc canh giữ trên biển bất tử không động. Trên đó có khắc hình dáng tướng mạo của ngũ phương thiên đế, cũng có ngọc long vây quanh. Thượng cổ tương truyền có được vật này sẽ có được thiên hạ, cũng có truyền thuyết cho rằng vật này có thể giúp duy chú dung nhan, trường sinh bất tử. Tự cổ biết bao nhiêu giai thoại về không đồng ấn được hình thành, nhưng không một ai biết rõ
nó có nguồn gốc từ đâu. Chỉ biết rằng nó đã tồn tại từ rất lâu trước khi bảng thập đại thần khí được lập ra. Có câu chuyện kể rằng đây chính là ấn kết thần long ra đời cùng một thời gian với Nguyên Thủy Thiên Vương ngừng kết thành trước khi phân thành Tam Thanh Đạo Nhân. Người nào có được không đồng ấn sẽ có thể trường tồn cùng thời gian sống mãi với Nhật Nguyệt để đi tìm bảo tàng bí mật thần long bên trong không đồng ấn nằm ngoài đâu đó trong vũ trụ. Côn Luân Kính xuyên qua thời gian. Theo truyền thuyết, bên trong Côn Luân Sơn tồn tại một thần kính có được sức mạnh tự do vượt qua thời không. Nhưng trong một lần thịnh hội tiên nhân, thần kính đã bị lấy trộm, đến nay vẫn không rõ ở đâu. Côn Luân Kính được đặt làm chí bảo chấn phái trong Côn Luân Thiên Cung ở Côn Luân Sơn, nằm ở phía tây của Trung Quốc. Tương truyền rằng do Chu Mục Vương, ông đến dãy núi Côn Luân và phát hiện ra cung điện bằng ngọc của Thiên Hoàng. Ông đã được trao báu vật chí bảo Côn Luân Kính từ tay của Tây Vương Mẫu, cháu gái của Nguyên Thủy Thiên Vương. Từ đó sáng lập ra phái Côn Luân. Theo truyền thuyết, ai có được Côn Luân Kính sẽ có được năng lực tự do đi xuyên thấu không gian và thời gian, nhìn thấu âm dương vạn kiếp, tương lai và quá khứ. Côn Luân Kính có sức mạnh đặc biệt là dù bị tận diệt trăm lần triệu lần cũng có thể tự khôi phục lại y như hình dáng ban đầu. Đá nữ oa phục sinh tái sinh. Nữ oa là mẫu thân của nhân loại, nắn đất tạo người. Khi bốn cây thần trụ chống trời sụp đổ, cả vùng đất nứt ra, ngày đêm không còn phân biệt, lửa cháy khắp nơi không thể dập được. Nhược thủy từ thiên hà tràn xuống nhân gian, lũ lụt dâng cao triền miên, vạn người tha hương bị yêu thú ăn thịt. Nữ oa thương tâm, nguyện lấy sinh mệnh nghìn năm tế luyện đá kết hợp với thiên địa linh khí ngũ hành vá lại trời đất, giúp loài người thu phục biết bao yêu ma, muôn dân trăm họ hòa bình. Tự cổ được nhân dân thần châu kính ngưỡng và tôn thờ. Tương truyền sau khi nữ oa sử dụng hết đá ngũ sắc để vá trời thì còn dư ra 4 viên. Nữ oa để nó tự bay đi khắp nơi tạo phúc cho người hữu duyên. Nữ oa thạch có chứa tinh nguyên ngàn năm của tổ mẫu cộng với linh khí của trời đất. Tương truyền kẻ nào có được thì có thể dùng nó tạo ra linh dược kỳ diệu, lại có thể đem ra đúc luyện thành thần khí tuyệt đỉnh trên thế gian. Các bạn đang theo dõi video được phát trực tiếp tại kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nhớ đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại.